Thầy chào các em học sinh. Như vậy, tiết trước thầy đã củng cố chúng ta lý thuyết của chương 1 quan học. Vậy thì bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết một số bài tập của chương 1 quan học. Thì để giải quyết được một số bài tập của chương 1 quan học, chúng ta phải nhớ được lý thuyết của bài học này hôm trước. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn chúng ta một số bài tập cơ bản của chương 1 quan học. Câu số 1. Một người cao 1,7m đứng cách gương phẳng 2,3m. Hỏi: ảnh của người đó trong gương phẳng cao bao nhiêu mét? Câu B. Ảnh của người đó cách gương bao nhiêu mét? Câu C. Ảnh của người đó cách người bao nhiêu mét? Thì để trả lời được câu này, chúng ta phải nhớ lại được tính chất tạo ảnh bởi gương phẳng. Thì tính chất tạo ảnh bởi gương phẳng như sau. Thứ nhất là ảnh ảo vì không hướng ở trên màn trắng. Thứ hai, ảnh sẽ bằng vật. Thứ ba, khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh đến gương. Thì theo đề bài cho một người cao 1,7m, mà câu A người ta hỏi ảnh của người đó trong gương cao bao nhiêu mét, thì ta biết được tính chất tạo ảnh bởi gương phẳng là ảnh bằng vật. Như vậy ảnh của người đó trong gương phẳng cũng cao 1,7m bằng vật. Tiếp theo câu B. Ảnh của người đó cách gương bao nhiêu mét? Thì để trả lời được câu này, thầy sẽ mô tả cho chúng ta một thí nghiệm. Thì ở đây thầy có một gương phẳng và một người đứng trước gương phẳng tại vị trí A. Thì người này cách gương phẳng 2,3m. Người này cách gương phẳng 2,3m. Thì qua gương phẳng, người này sẽ cho một ảnh là A phẩy. Thì theo tính chất tạo ảnh bởi gương phẳng, khoảng cách từ vật đến gương sẽ bằng khoảng cách từ ảnh đến gương. Thì người này cách gương 2,3m, thì ảnh của người này cũng cách gương 2,3m. Như vậy câu B đáp số là 2,3m. Tiếp theo câu C. Ảnh của người đó cách người bao nhiêu mét? Thì câu này người ta hỏi ảnh A phẩy của A cách A bao nhiêu mét? Thì nhìn trong cái thí nghiệm này, chúng ta có thể tính được khoảng cách từ A phẩy đến A là, chúng ta sẽ lấy 2,3m cộng 2,3m bằng 4,6m. Như vậy đáp án C là 4,6m. Rất đơn giản luôn nè. Chúng ta đọc kỹ đề xem người ta hỏi cái gì đấy, và chúng ta phải nhớ được tính chất tạo ảnh bởi gương phẳng. Chúng ta sẽ giải quyết được một số bài tập về khoảng cách của gương phẳng. Rồi tiếp theo câu số 2. Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được góc tới bằng 40 độ. Em hãy tính góc phản xạ. Thì bài tập này liên quan tới định luật phản xạ ánh sáng. Thì người ta cho góc tới bằng 40 độ rồi, thì tính góc phản xạ bao nhiêu? Chúng ta phải nhớ lại định luật phản xạ ánh sáng. Thì định luật phản xạ ánh sáng được phát biểu như thế nào? Là tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và các tuyến của gương tại điểm tới, và góc phản xạ bằng góc tới. Như vậy góc tới bằng 40 độ rồi thì góc phản xạ cũng bằng 40 độ. Chúng ta sẽ có lời giải như sau. Theo định luật phản xạ ánh sáng, góc phản xạ bằng góc tới. Mà góc tới bằng 40 độ thì góc phản xạ cũng bằng 40 độ. Rất đơn giản luôn nè. Tiếp theo câu số 3. Một tia sáng chiếu tới gương phẳng và hợp với mặt gương một góc 25 độ. Em hãy tính góc phản xạ. Ở đây chúng ta chiếu một tia sáng tới SI tới một gương phẳng G.
thì tia tới SI này nó sẽ hợp với mặt gương một góc 25 độ. Thì bài này chúng ta phải tính góc phản xạ. Thì ta nhìn vào hình này, góc 25 độ này có phải góc tới không? À không phải, góc 25 độ này không phải góc tới, mà góc này chỉ hợp bởi tia tới và mặt phẳng gương. Thì để tính góc phản xạ, chúng ta phải vẽ tia phản xạ. Thì từ tia phản xạ chúng ta sẽ có góc phản xạ, đúng không nào? Đây, thầy đã vẽ tia phản xạ rồi, IR rồi. Thầy sẽ nói nhanh cách vẽ tia phản xạ như sau. Thì tại điểm tới Y, chúng ta sẽ vẽ phát tuyến IN. Phát tuyến IN là đường vuông góc với gương, đây vuông góc này. Thì khi vẽ phát tuyến IN, chúng ta sẽ có góc tới là góc SIN. Đây chúng ta có góc SIN. Thì góc tới là góc hợp bởi tia tới và đường phát tuyến. Sau khi có góc tới rồi, chúng ta sẽ vẽ tia IR sao cho góc tới bằng góc phản xạ. Thì nhìn vào trong hình này, chúng ta đã biết góc tới là góc SIN, góc phản xạ là góc NIR. Thì bài này người ta bắt tính góc NIR. Đây, bắt tính góc này. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cách tính góc phản xạ NIR. Thì theo đề bài cho là ta có IN là đường phát tuyến. Thì đường phát tuyến là đường vuông góc với mặt thẳng gương. Thì chúng ta sẽ có GI vuông góc với IN. Vuông góc thì góc GIN sẽ bằng 90 độ, đúng không nào? 90 độ. Tiếp theo ta sẽ có TSI nằm giữa TIN và IG. Là chúng ta có này, IG này, SI này, IN này. Thì ba tia này ta có SI nằm giữa hai tia là IN và IG. Một tia nằm giữa hai tia thì từ đây chúng ta sẽ có mối liên hệ giữa các góc. Này hình học chúng ta học rồi, đúng không nào? Ta sẽ có góc GIF, đây chúng ta chú ý này, GIF cộng với góc SIN bằng góc GIN. Đấy, chúng ta chú ý một tia nằm giữa hai tia, chúng ta có mối liên hệ giữa các góc. Rồi bây giờ chúng ta chỉ được thay số rồi thôi. Thì góc GIF người ta đã cho rồi, GIF bằng 25 độ. Góc SIN biết chưa? Góc SIN là góc tới mà chưa biết. Góc GIN chúng ta biết chưa? GIN bằng 90 độ, chúng ta thay số vào. Đúng không nào? 25 độ cộng với SIN bằng 90 độ. Thì từ đây chúng ta có suy ra được góc SIN không? Ồ, đơn giản chúng ta đổi vế, chuyển dấu luôn nè, chuyển 25 độ sang bên đây thì rút trừ. Suy ra góc SIN bằng 90 độ trừ 25 độ bằng 65 độ. Thì góc SIN này góc tới bằng 65 độ rồi. Góc tới bằng 65 độ rồi, từ đó chúng ta có tính được góc phản xạ NIR không? À, chúng ta tính được, chúng ta sẽ áp dụng nghịch định luật phản xạ ánh sáng. Góc phản xạ bằng góc tới. Và góc tới bằng 65 độ rồi, thì ra góc phản xạ cũng bằng 65 độ. Rất đơn giản đúng không nào? Này chúng ta chú ý một số bài này. Nhớ là góc hợp với mặt gương và bởi tia tới và mặt gương. Góc này không phải góc tới được chưa? Chúng ta phải chú ý đọc kỹ đề xem người ta hỏi cái gì. Tiếp theo câu số 4. Em hãy vẽ ảnh A'B' của mũi tên AB qua gương. Thì thầy có một gương phẳng G và một mũi tên AB đặt trước gương phẳng. Người ta hỏi thầy vẽ ảnh A'B' của mũi tên này qua gương phẳng. Thì để vẽ được bài này chúng ta lại nhớ lại kiến thức là ảnh tạo bởi gương phẳng. Thứ nhất là ảnh ảo, không có trên màn chắn. Thứ hai là ảnh sẽ lớn bằng vật. Thứ ba là khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương. Thì sau đây thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cách vẽ mũi tên AB qua gương phẳng. Chúng ta phải nhớ được là khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh đến gương. Thì tại điểm A này, đây chúng ta có điểm A này, chúng ta sẽ hạ vuông góc với gương. Đây chúng ta hạ vuông góc với gương này. Hạ vuông góc chúng ta ký hiệu vuông góc. Sau khi hạ vuông góc với gương rồi, chúng ta sẽ lấy đối xứng A'
với A qua gương, lấy đối xứng A' với A qua gương, có nghĩa là cái đoạn từ A tới gương này sẽ bằng đoạn từ gương tới A'. Đấy, hai đoạn này bằng nhau. Rồi chúng ta sẽ ký hiệu bằng nhau. Rồi tương tự như điểm A tới điểm B. Điểm B này chúng ta cũng hạ vuông góc với gương. Đấy, hạ vuông góc với gương. Chúng ta cũng ký hiệu vuông góc. Tiếp theo chúng ta cũng lấy B' đối xứng với B qua gương. Lấy B' đối xứng với B qua gương. Đây, lấy B' đối xứng với B qua gương. Chúng ta nhớ cái phần dưới gương này chúng ta phải bằng nhất đích hết, được chưa? Đây, phần dưới gương ta phải nhất đích. Phần dưới gương ta phải nhất đích vì sao? Vì là ảnh ảo, không hướng trên màn chắn. Khi chúng ta lấy được B' đối xứng với B qua gương thì khoảng cách từ B đến gương bằng khoảng cách từ gương tới B'. Chúng ta cùng ký hiệu bằng nhau. Rồi, bước cuối cùng chúng ta sẽ nối A' với B' lại với nhau. Nối A' với B' lại nhau. Ta được A' B' là ảnh của AB qua gương phẳng. Chúng ta nối lại. Chúng ta cùng phải bằng nhất đích. Và tại điểm B có mũi tên thì điểm B' cũng có mũi tên. Các em lưu ý là vẽ làm sao cho khoảng cách từ A đến gương sẽ bằng khoảng cách từ gương tới A phẩy, và khoảng cách từ B tới gương sẽ bằng khoảng cách từ gương tới B phẩy. Và chúng ta ký hiệu bằng nhau, ký hiệu vuông góc, và ở dưới gương chúng ta phải bằng nhất đích hết, được chưa? Như vậy là thầy đã hướng dẫn chúng ta một số bài tập cơ bản của chương 1 quang học. Chúng ta cùng nhau xem lại một số bài tập này và làm lại một số bài tập này và học thuộc lý thuyết của chương 1 quang học để chúng ta giải quyết thêm một số bài tập trắc nghiệm. Thì bài học này hôm nay thầy xin chào các em. Chúc các em ở đây nhiều sức khỏe.